Rồi xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đỗ Ngọc Long ạ. Đỗ Ngọc Long bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin chào chị Cát Tường. Bạn giới thiệu về mình đi. Em tên Ánh Tuyết. Tính ra thì năm nay em 29 tuổi. Hiện giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ em làm kế toán ở bên Tân Bình đó chị. Tại sao em biết được chương trình mà em đến? Tình cờ thì một buổi chiều ngồi buồn buồn em bật HTV7 em lên em coi thì em thấy chương trình. Lúc đầu thì cũng không quan tâm nhiều nhưng mà sao thấy mình ế quá thôi cứ thử đăng ký thử tìm được nữ của mình. Bạn có coi TV mà bạn biết có chương trình bạn muốn hẹn hò đến đây? Thật sự thì em rất ít xem TV. Bạn em thì sẽ xem. Bạn em hiện tại đang ở Hà Nội. Bữa đó em ra ngoài chơi thì bạn mày kiểu này già đầu kiểu này rồi mà mày cứ tối ngày mày chui kiểu này thì làm sao mà mày có được vợ. Bạn em nói bây giờ mày tham gia chương trình này đi. Phải nói rằng bạn em nói đúng rồi, cảm ơn bạn nhé. Không, bạn không, không bạn em không có ở đây, bạn em ở ngoài Hà Nội. Hy vọng là bạn em ở Hà Nội sẽ nghe được em. Cảm ơn bạn em á. Rồi em làm nghề gì? Dạ em làm sai vặt anh. Làm là ai đó? Dạ vâng, khách hàng họ sai bên em làm gì thì tụi bên em sẽ làm đấy. Trong cái lĩnh vực của bên em. Lĩnh vực chính là lĩnh vực gì? Dạ, ra đây tiền thẻ đi em gửi tặng anh một lên đây quảng cáo luôn. Dạ vâng. Cái này đây là phần cuối hả? Dạ không, anh cứ mở ra thì anh sẽ thấy được cái lĩnh vực về bên em. Thiếu chăm sóc thiết bị. Dạ, tức là bạn làm về thiết bị công nghệ đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi hôm nay đến đây tìm người yêu thì muốn người yêu thế nào đây? Lúc nhỏ cái tầm 5 tuổi á thì mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Dạ 5 tuổi. Rồi tôi hỏi bằng câu này để bạn dịch cho tôi coi. Thuốc Lào ở nước nào? À thuốc. Tôi nói thử đi. Thuốc nào ở nước Lào? Thuốc Lào ở nước nào? Thuốc Lào. À đúng. 2 3. Thuốc nào ở nước Lào? Thôi mệt quá để tao hỏi chuyện bên đây nè. Cái mẫu người của em thích là? Dạ mẫu người của em thì đơn giản lắm, được 50% của ca sĩ Thanh Bùa và 50% của anh Quyền Linh là được. Quyền Linh rồi. Ủa mà 50% cái gì của anh Quyền Linh là bạn thích? Dạ anh Quyền Linh thì em thấy anh hóm hỉnh và đảm đang. Thì 50% cái gì của anh em không thích? Đừng có cài hàng nha. Cái gì người đó giống anh Quyền Linh đi, đằng này giống Quyền Linh 50% mà giống một người khác 50% thì có nghĩa là có 50% của Quyền Linh người ta không thích. Khó không em? Dạ không anh. Thời gian rảnh rỗi thì bạn thường hay làm gì? Em thích nằm nhà của mình em coi tivi. Vậy sao có bồ được. Bây giờ nè để tôi hỏi chàng trai bên đây coi. Em thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Sống cho gia đình. Đơn giản là như vậy thôi. Thế thôi. Ngoại hình như thế nào? Ngoại hình tương đối là được. Tương đối là khoảng bao nhiêu? Người ta 78 thì tầm từ 50 được rồi. 1m50 hả? Không, tức là cái điểm, thang điểm. Nhưng mà theo em thấy thì mỗi con người đều có một cái giá trị khác nhau. Mình không thể đem người này để so sánh với người kia. Một người mẫu chưa chắc đã hoàn hảo, một người xấu chưa chắc đã là xấu hẳn. Quan trọng là cái người phụ nữ đó biết được cái ưu điểm của mình để phát huy hay không. Vậy bạn nữ bên đây bạn nghĩ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ ưu điểm của em là chịu khó, cẩn thận, cũng năng động. Cái đấy em kết. Em hy vọng cái người ngồi bên kia cái bức rèm này là người như thế nào? Một người đàn ông của gia đình biết quan tâm chia sẻ. Vậy ha. Bây giờ chị coi mặt anh. Bây giờ chuẩn bị coi mặt đi, nhưng mà trước khi coi mặt anh hỏi nè. Dạ. Bên kia nói ưu điểm nhược điểm coi. Bạn thấy ưu điểm của bạn là gì? Không rượu, không thuốc, không chè, không chơi cờ bạc, không có đè lung tung, nhưng mà cái này thì em... Cái gì? Không có đè lung tung em. Hả? Dạ. Lạ vậy? Dạ, dạ. À. Chỉ đè đúng chỗ thôi chứ không có đè lung tung em. Khuyết điểm là gì? Đôi khi lạnh lùng. Lạnh lùng với bất kỳ ai? Như giả sử là người phụ nữ khóc chẳng hạn, đôi khi em không dỗ mà em cứ để cho khóc luôn. Ủa tại sao vậy? Tại vì khóc thì bạn cứ khóc một mình đi, nhưng mà cười thì tôi sẽ cười với bạn. Bạn có nhõng nhẽo không? Có hay khóc không nè? Cái gì vậy cái đó em không có nhõng nhẽo. Không có khóc phải không? Em cũng lạnh lắm. Nhưng bây giờ nếu như bây giờ cái bạn bên kia hợp tình hợp lý, không hợp tuổi, bạn có đồng ý lấy không? Cái đó thì phải suy nghĩ rồi. Suy nghĩ và quyết định đi để ta mở màn lên coi nè. Được. Được không? Chắc chắn không? Được. Thì muốn vợ chưa? Vợ thì muốn lâu rồi đấy. Rồi bây giờ đến coi anh coi coi. Cô này bên đây thế nào nha? Xin chào bạn. Dạ phải hỏi cô này, cô có cần coi tuổi không nè? Em có cần phụ nữ không? Dạ có anh. Cô cần coi tuổi hả? Dạ. Tuổi hợp với em là tuổi gì? Dạ 85, 83, 81, 80, 79, 78 vậy đó. Có số nào không? Có. Số nào? Có một số. Số nào? Số 81.
Coi sơ tam một được rồi ha. Dạ. Ủa tại sao mình phải hợp tuổi là sao? Tại ba em có chứng kiến nhiều cặp đôi thấy hợp tuổi thì hai vợ chồng làm sao người ta hợp với một hai tuổi thôi em hợp nhưng mà cái chục tuổi vậy? Ba em coi á chị. Bây giờ em có không thích cái điểm gì ở người đàn ông không? Cọc tính. Không, anh này nghĩ chắc không đến nổi đâu. Vậy có điều là không có dỗ dành, không có dịu dàng thôi chứ không đến nổi cọc đâu. Rồi cái gì nữa? Nhanh dở ở giờ. Cái chuyện mà nham nhở thì phải coi lại. Để chị coi lại cái chuyện đó coi. Dạ chào chị. À, chào anh. Dạ vâng, chào chị. Thế anh nghĩ mình có nham nhở không? Nếu mà với người yêu thì chắc đôi khi là có. À, chứ tôi thấy cái ánh mắt anh nhìn tôi cũng có vẻ nham nhở lắm. Có nham nhở đó em à. Hồi em nhìn trực diện 2 phút đó thì em thấy cái mức độ nham nhở nó tùy. Rồi bây giờ màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhấn nút hay là không nhấn nút. Màn đâu kéo lên. Rồi, anh có 2 phút để nham nhở. Anh cái gì muốn hỏi em không? Đó, thấy chưa? Qua việc nói chuyện lúc nãy thì nghe em thì anh thấy là sau bữa hôm nay nếu như có thể vấn đề gì không hài lòng thì chúng ta tối nay có thể về ngồi có bàn phím. Bàn phím mà nhiều khi nói hay lắm nha. Không, em không có gõ bàn phím thì em nhấn điện thoại. Nhưng mà anh chỉ có ngồi máy tính thôi. Em muốn gặp trực tiếp. À, gặp trực tiếp được thôi. Đi... Quảng cáo à. Đây là cái phần về mảng dịch vụ của bên anh. Thì em có thể chọn một trong các cái lá phiếu. Trời ơi. Chị bốc thăm đúng thưởng. Để em gửi chị. Có thưởng gì không? Dạ vâng. Dạ em không thưởng gì hết. Tức là chị sẽ sai bên em làm cái gì thì em sẽ làm. Thôi ta có 2 phút nói chuyện đi rồi quảng cáo hoài. Anh chạy xe cá nhân không? Không, anh chạy rất là chậm. Ủa, tự nhiên hỏi chuyện chạy xe chi vậy? Dạ. Không, em đi xe không? Xe. Em dạ. Đi xe không? Dạ có. Em đến nhậu không? Dạ. Nhậu thì chắc cũng... Nói cài hàng năm rồi đó, không có biết đó. Ít ít thôi chứ không nhiều. Ít, anh thì không nhậu được. Cho nên nếu em biết nhậu thì đi mà có nhậu. Nếu chứ phải nếu. Có nhậu. Dạ vâng, em xin lỗi anh nhưng mà sai từ từ sửa. Dạ. Nếu mà gì đó thì anh đi. Nếu 2, 3 nếu. Nếu thì lúc đó em sẽ uống theo. Anh sẽ là người chở em về. Sao anh không hỏi em uống được bao nhiêu mà. Không, uống bao nhiêu không quan trọng. Biết uống là được rồi. Uống xong em xỉn chứ. Thì anh chở em về. Để đâu? Có dự định kết hôn mà hỏi hoài vậy? Thấy nhăm nhở chưa? Em uống đi uống nhiêu cũng được. Bây giờ nếu như hợp nhau có kết hôn liền không? Em muốn nhưng mà người ta không muốn thì sao anh? Bạn muốn không? Dạ cũng không xui. Thấy chưa? Hơi xui là sao? Bởi vậy em nghĩ là giữa anh với em chúng ta cần có một thời gian nữa. Nếu hợp thì chừng nào cưới và tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ như thế nào về gia đình? Gia đình là một cái tế bào của xã hội rất là quan trọng với cuộc sống của mọi người. Anh đề cao cái điểm gì ở người phụ nữ? Đối với anh là người phụ nữ cần phải biết sống cho gia đình. Người phụ nữ này còn sống cho gia đình? Không có. Có những người họ sau khi họ lấy về họ không sống cho gia đình mà họ sống cho bản thân. Hết giờ, hết tiền. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời bạn để tay vào nút. Đây. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Cô suy nghĩ thật kỹ, chín chắn trước khi quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa sao em nhấn trễ vậy? Dạ con đang phân vân. Phân vân điều còn gì? Cái điểm nào mà em chưa đồng ý với bạn bên đây? Dạ em cũng thích một người đàn ông hiện đại hơn. Anh thấy anh Long hiện đại không? Dạ cũng không được hiện đại lắm. Không được hiện đại lắm. Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn? Biết đâu tìm hiểu hay thay đổi hiện đại. Thôi hai người nắm tay nhau ơi, chúng ta cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau nữa và trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt đẹp.